Thưa quý vị, sáng 18 tháng 3 năm 2024, tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động chỉ định ông Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, làm Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ năm 2020-2025. Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định về việc điều động chỉ định ông Dương Văn An làm Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tân Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An, 53 tuổi, quê ở xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông có ngạch chuyên viên cao cấp, học vị tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Ông Dương Văn An từng trưởng thành từ công tác đoàn thanh niên. Từ tháng 9 năm 2009, ông làm bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 9-10, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Đến tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận. Vào tháng 10 năm 2015, tại Đại hội Đảng lần thứ 13 của Bình Thuận, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Dương Văn An tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận. Tại Đại hội lần thứ 14 của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 10 năm 2020, ông Dương Văn An đã được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận. Ông Dương Văn An đang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Hiện giờ ông Dương Văn An được điều động làm Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.